không sao, mấy anh em fit liên tục cũng được. Game này có anh Trung lo. A Trung ơi, nay có làm lại giáo án trong đa đần cô A, hôm đánh phát thần tăng xa ta thể hiện về cái gì? Có highlight rồi thua lẹ ra coi nè. Diệt hả? Diệt hết. Này. Hai. Thằng này. Hai. Thua lẹ cái gì, game này phải thắng chứ thua cái gì. Đó, đánh tất chứ không phải vậy anh em. Anh nhìn anh biết mày bình định làm gì luôn á bạn. Anh nhìn là anh biết bình định làm gì luôn á bạn. Dạ, solo kill. Rồi chậm. Bỉ ngạn xanh, trận này team nói đỡ éo cần anh. Mặc dù A Trung ít nhưng chỉ số A Pham cũng rất ổn ít, nhưng không khí đó là sự kỷ luật. Trời ơi, gì vậy? Nó có xì lô luôn hả? Gãy chích. Kèm với lại relay mà có xì lô luôn hả? Mẹ khó vậy. Tao khen mà không thèm đọc luôn bơ tao luôn. Cho tôi tận dương nha. Em thấy AB chỉ có trình bỏ chạy là hay, còn kỹ năng thì bằng không. Ngày nào long xong anh cũng nói vậy mà mặt cười. Anh chọc tóc. Đi khỏi cho anh. Rồi kém. Hay, trời ơi, Outlay hay quá, tờ bời, hay Atom. Đứng xin thôi. Nice! Mega được nha!
Mới ra được nha, lấy trụ cho tôi. Rồi lấy luôn nhà này rồi về, về nha. Không tham, không tham. Không tham, không tham, không tham. Cứ đánh vậy là win, cứ đánh vậy là win. Thắng trận này, A3 chúc mừng SME được công hạ. Ý A2 bảo là một game win á hả A. Thế thì có mà chơi đến 5 mét. Lý Sen không nát. Ngon. Chả hiểu sao mọi người cứ chê A3. Em nói thẳng game này mà đéo có A3 thì đéo đủ 10 người vô trận. Gì vậy? Gì vậy? Dứt phang là sao nữa em? Không nát. Mày không nát thì mày cút. Quang đế Suriba.